Gia đình này đang dạo chơi ở quảng trường, bỗng một cậu nhóc thấy xác một con bồ câu. Ông bố nói rằng đây là một chuyện bình thường. Ngay sau đó đám bồ câu bất ngờ mất phương hướng, bắt đầu bay điên cuồng và va vào nhau. Bọn chúng gây náo loạn khắp nơi. Tuy nhiên sự rối ren này không chỉ dừng lại ở đó. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, tất cả mọi người đột nhiên gục ngã xuống và tử vong. Bên ngoài hành tinh trên trái đất bầu khí quyển đã bị thủng. Ánh sáng mặt trời đang dần tiêu diệt mọi động thực vật. Người đàn ông mém xíu nữa bị thiêu cháy. Vậy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Hỏi tôi biết hỏi ai? Cùng 10 điểm review xem hết video này thì biết thôi. Người đàn ông này đang chuẩn bị buổi thuyết trình của mình thì bỗng dưng anh ta ngã lăn ra hẻo. Mọi người đều bàng hoàng không biết chuyện gì xảy ra. Tình hình trở nên khốc liệt hơn khi toàn bộ cư dân địa phương bỗng dưng tử vong một cách bí ẩn. Cả khu phố ngập tràn trong cảm giác hoang mang style. Không ai hiểu được nguyên nhân của cái chết đột ngột này. Mà lúc này tại Đại học Chicago, anh Bảy tiến sĩ đang giảng bài về địa chất học cho nhóm sinh viên. Bỗng có hai người mặc áo đen đi đến mời anh Bảy tới nơi nào đó. Họ đưa anh đến gặp nhà chế tạo vũ khí anh Tư, và đây cũng là người bạn cũ của anh Bảy. Cả hai đi vào căn phòng thì thấy rất nhiều xác chết. Chú Hói chính là người mời cả hai nhà tiến sĩ đến đây. Chú Hói tiết lộ rằng vào 10 giờ sáng địa phương đã có 32 người thiệt mạng mà không biết lý do. Họ không mất bệnh trước đó, đơn giản là ngã ra chết. Chú Hói còn cho hai tiến sĩ xem về tình trạng xác chết. Anh ta không có một chút thương tích nào bên trên cơ thể. Theo anh Bảy thì anh suy nghĩ đây có vẻ là vũ khí nào đó. Nó có liên quan đến nhiễu điện tử, vì số nạn nhân thường sử dụng máy trợ tim. Tuy nhiên thứ sóng điện tử mà khiến 32 người chết từng giây này còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của hai anh. Trong khi họ tìm hiểu sự thật thì ở quảng trường London đã xảy ra tai nạn. Những con chim bồ câu bỗng dưng mất phương hướng, bọn chúng đâm sầm vào các bức tường. Người bố lúc này trấn an đứa con, đàn chim cứ bay thẳng vào nhau, làm mọi người hốt hoảng. Nó xảy ra một thảm họa kinh hoàng, xe cộ trên đường đều không kiểm soát được hướng chạy, ngay cả một cửa hàng cũng bị các con chim phá vỡ. Chưa dừng lại ở đó, bên Nhật Bản đã đưa tin có đàn chim dữ tợn tấn công. Anh Bảy lúc này nhận ra điều sai lệch từ trường, anh kêu các đồng đội của mình vào việc nghiên cứu. Trong lúc đó bên ngoài hành tinh có một chiếc phi thuyền đang chuẩn bị hạ cánh. Thuyền phó chế ba và thuyền trưởng của phi thuyền đã cố gắng tính toán quỹ đạo để hạ cánh an toàn, nhưng khi họ xâm nhập vào tầng khí quyển của trái đất, đột nhiên phi thuyền bị lệch hướng và rơi xuống Los Angeles thay vì địa điểm dự kiến. Chiếc phi thuyền cứ thế lao thẳng xuống mặt đất, nếu không làm gì thì họ sẽ mất mạng. Tại thời điểm này, chế ba đang sử dụng toàn bộ kiến thức và kỹ năng của mình. Cô đã tìm ra một vị trí lý tưởng để đưa chiếc phi thuyền hạ cánh mà không gây hỏng hóc, đó chính là con sông ở Los Angeles. Chiếc phi thuyền cắt ngang qua một sân bóng chày và bắt đầu tiến vào quá trình hạ cánh. Nhờ vào khả năng điều khiển tài ba của thuyền trưởng, cuối cùng phi thuyền đã an toàn hạ cánh trên mặt nước. Trong khi đó anh Bảy đã tìm gặp tiến sĩ chú Hai, anh trình bày cho ông ta những tài liệu về ngày tận thế. Ban đầu chú Hai hoài nghi và không chấp nhận những điều anh Bảy đang nói, tuy nhiên sau khi xem xét kỹ lưỡng, ông bắt đầu thấm thía với sự thật. Anh Bảy và chú Hai cùng nhau hội đàm với chính phủ, anh Bảy thuyết trình đưa ra bằng chứng của mình. Nếu tôi đoán không nhầm thì năm tới sẽ là năm tận thế, trường tử của trái đất chúng ta giờ đang lâm vào tình trạng sụp đổ. Anh Bảy lấy một quả Newton lên ví dụ, lớp vỏ mỏng này chính là lớp vỏ trái đất, nó dày 48 km, còn phần thịt này gọi là lớp phủ. Phần lõi của trái đất gồm hai phần, đó là lõi trong và lõi ngoài. Theo anh Bảy thì phần lõi trong là một khối sắt đặc lớn, và nó được vỏ ngoài bao quanh bằng một chất lỏng. Điều đặc biệt là chất lỏng này luôn xoay quanh một hướng, chúng nóng chảy nhanh nên đã tạo ra từ trường. Tuy nhiên giờ đây chúng ta đang gặp rắc rối, lõi trái đất giờ đã ngừng xoay. Trong vài tháng nữa, các đồ dùng điện tử sẽ bị thiêu rụi, các đợt sóng tĩnh điện trong khí quyển sẽ tạo nên siêu bão, và còn rất nhiều hiện tượng tự nhiên kinh khủng sẽ xảy ra. Mọi người hãy tưởng tượng đây là mặt trời, còn đây chính là trái đất, hậu quả sẽ như thế này. 3 tháng thôi chúng ta sẽ trở lại thời kỳ đồ đá. Chính phủ hỏi anh Bảy về biện pháp có thể sửa chữa lõi trái đất. Anh Bảy trả lời là không thể, vì chất lỏng ở lõi rất nóng, nó luôn đạt 5.000 độ. Chúng ta không tài nào đến đó được. Tuy nhiên chú Hai đã tìm ra cách có thể đến được tâm trái đất. Anh đã tụ họp mọi người để tìm đến một người bạn. Anh ta là tiến sĩ Đạt Văn Tây, một chuyên gia trong việc sáng chế những thiết bị kỳ lạ nhất thế giới. Văn Tây chứng tỏ khả năng của mình bằng cách trình diễn một chiếc máy laser siêu mạnh. Nó được chế tạo từ các tia laser có xung siêu tần, cùng với sóng siêu âm từ ống cộng hưởng. Nó có sức mạnh khoan thủng cả ngọn núi. Chưa dừng lại ở đó, Văn Tây còn chế tạo ra một khối vật chất có thể chịu đựng được sức tàn phá của laser trên. Thứ kim loại này có thể hấp thụ nhiệt và áp suất, sau đó chuyển hóa thành năng lượng. Thế nên khi nó càng tiếp xúc với độ nóng cao và xuống càng sâu, thì kim loại này sẽ trở nên mạnh mẽ. Văn Tây gọi thứ kim loại đó chính là unobtainium. Về lý thuyết thì để chế tạo con thuyền đi xuống tâm trái đất, Văn Tây phải mất 10 năm. Tuy nhiên chính phủ ra lệnh anh phải chế tạo con thuyền đó trong vòng 3 tháng. Thiệt là vãi đạn, nhưng đổi lại kinh phí họ đưa cho anh là 15 tỷ đô. Để bảo toàn thông tin mật này, cũng như kiểm soát dòng thông tin mạng,
phía chính phủ đã mời đến một hacker lỏ tài ba. Anh ta là chuột người đã lừa đảo hàng trăm máy tính chỉ bằng một cú nhấn chuột. Phía bên này, chế ba được tuyên dương vì cô có khả năng định vị xuất chúng. Cô được giao nhiệm vụ mới từ cấp trên, đó chính là chấp hành cùng chỉ huy trong cuộc hành trình chạm tới tâm của trái đất. Mọi người đã tập hợp lại và làm quen với nhau. Sau đó, các nhà khoa học đã tổ chức một cuộc họp để bàn kế hoạch cho chuyến hành trình vào tâm trái đất. Công việc được phân công cho từng thành viên, trong đó Văn Tây sẽ đảm nhiệm việc giám sát và lắp đặt tàu. Ngay vào bên trong lõi có khả năng con thuyền sẽ ném lượng thuốc nổ xuống. Tiến chú hai sẽ tính toán số thuốc nổ vừa đủ. Theo anh ta thì chỉ còn có cách đó mới kích hoạt lại lõi trái đất. Những quả bom hạt nhân được chuẩn bị một cách chu đáo. Sau đó mọi người vào việc tập luyện thực hiện nhiệm vụ. Họ có 3 tháng để chuẩn bị tất cả, từ việc lái thử tàu, lắp đặt và hoàn thành các thiết bị. Lúc này anh Bảy cảm nhận các đám mây có chuyển biến xấu, dòng phóng tĩnh điện cực mạnh đang tiến đến. Theo hình ảnh trên máy tính thì đó chính là siêu bão sấm sét. Những người dân lúc này cũng cảm nhận được điều bất thường. Họ chạm vào bất cứ đồ dùng nào có vật liệu từ sắt đều có điện ở trong, các tia sét cứ thế phóng ra khắp nơi. Mọi người hốt hoảng chạy tá hỏa. Lúc này tia sét đánh liên tục vào đấu trường La Mã làm cho nó vỡ vụn ra. Mọi người trên thế giới đưa tin khắp nơi, tình thế ngày càng khẩn trương, chính phủ phải thực hiện kế hoạch. Họ ngay lập tức đưa con tàu xuống lòng đất. Nhóm người thực hiện nhiệm vụ bao gồm anh Bảy, chú Hai, một nhà vũ khí, hai phi công và anh bạn Văn Tây. Sau đó mọi người vào khoang điều khiển, con tàu bắt đầu kích hoạt động cơ, nó sẽ phóng xuống dưới biển. Tốc độ phóng xuống là vô cùng nhanh, ngay sau đó con tàu đã bơi sâu xuống đại dương. Văn Tây cẩn thận kiểm tra tình trạng con tàu và xác định rằng mọi thứ vẫn ổn định. Trên hành trình, nhóm bạn có thể nghe thấy tiếng hát của những con cá voi từ xa. Tuy nhiên, khi đạt độ sâu 488m, con tàu bất ngờ gặp một xoáy nước khổng lồ. Trong nháy mắt, tàu đã bị cuốn vào bên trong xoáy nước. Để thoát ra, họ buộc phải kích hoạt súng laser siêu mạnh. May mắn thay, họ đã thành công đào xuống bên dưới. Tín hiệu từ con tàu đã được truyền tới nhóm tình báo, khiến mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm. Theo chế ba, con tàu đã bắt đầu tiếp cận lớp phủ bên trong và họ còn 15 phút để vượt qua nó. Trong vòng 24 tiếng, họ sẽ đạt tới lõi của trái đất và mất thêm 15 tiếng để đi qua lõi ngoài và lõi trong. Con tàu cứ thế tiến thẳng về phía trước. Ở độ sâu 700m, thuyền trưởng đã gặp một hiện tượng lạ. Theo nhận định của anh Bảy thì nơi đó chính là không gian trống. Mọi người nghe vậy liền chạy đến chỗ ngồi và thắt dây an toàn. Con thuyền cứ thế đâm thẳng vào bên trong. Nó va chạm mạnh với các vật thể ở nơi đó, cho đến cuối cùng con thuyền đã dừng lại. Tuy nhiên, cái khó ở đây chính là có một thanh kim loại đã đâm vào động cơ, khiến nó không thể hoạt động. Không còn cách nào, nhóm 4 người phải ra bên ngoài cắt đi khối thủy tinh. Nơi đây thật đẹp lộng lẫy mọi người ạ. Bỗng anh Bảy phát hiện có dung nham chảy xuống, chính con tàu của họ đã tạo nên lỗ hổng, và giờ đây hàng loạt dung nham đang đổ ào ạt xuống. Vô tình các mảnh vỡ đã làm hỏng bình oxy của Văn Tây, khiến anh không thể thực hiện tiếp công việc. Anh Bảy đành phải dùng chính oxy của mình cung cấp cho cái máy. Điều đó đồng nghĩa với việc anh Bảy sẽ không thở được. Rất nhanh sau đó anh đã ngất đi. Cũng may anh Tư biết tin, anh kịp thời đi ra cứu trợ, khối thủy tinh đã được cắt ra. Tuy nhiên, khi phi thuyền hoạt động bình thường thì có một người xảy ra tai nạn, mảnh thủy tinh rơi vào người thuyền trưởng, làm anh ta ngã xuống dung nham. Chế ba phải chấp nhận sự mất mát, cô cho con tàu tiếp tục khởi động. Sau đó anh Bảy tỉnh lại, mọi người nói lại tình hình hiện giờ, chúng ta đã thành công thoát khỏi không gian trống, tuy nhiên thuyền trưởng chúng ta đã mất. Con tàu cứ thế tiếp tục chuyến hành trình. Trên đường đi, chế ba phát hiện có điều khác thường, cô gọi chú Hai đến kiểm tra. Theo anh thì khối đen hiện trên màn hình chính là kim cương. Trong lúc đó anh Bảy, Văn Tây và anh Tư đang ở khoang vũ khí. Chế ba lúc này cố gắng luồn lách con thuyền tránh những khối kim cương lớn. Khi cô thành công vượt qua tất cả thì bỗng dưng con thuyền va chạm phải một mảnh kim cương nhọn, nó làm vỡ khoang vũ khí. Mọi người ngay lập tức phải rời khỏi nơi đó. Anh Tư đã hy sinh bản thân để đưa số lượng thuốc nổ và tài liệu cho anh Bảy. Cánh cửa sinh tử dần khép lại, anh Tư đã không thể vượt qua. Chế ba lúc này không thể dùng lệnh mở cửa, vì khi làm như thế sẽ ảnh hưởng đến cả con tàu. Văn Tây lúc này cũng tìm mọi cách, tuy nhiên anh Tư đã không thể qua khỏi sức ép của khoang tàu. Mọi người lúc này ai nấy cũng đau lòng với sự mất mát, tuy nhiên họ phải chấp nhận nỗi đau và tiến lên phía trước. Con tàu đã đạt đến độ sâu 3.100 km, mọi người đang tiếp cận với mặt phân giới lõi. Với tốc độ hiện tại khoảng 5 tiếng là họ sẽ tiến vào lõi. Nhưng một thách thức mới nảy sinh khi mọi người nhận ra rằng 1.000 megaton đầu đạn hạt nhân mà họ mang theo không đủ để kích hoạt lại lõi. Chú Hai giải thích rằng vật liệu lõi quá loãng, khiến vụ nổ không thể lan rộng đủ. Kế hoạch ban đầu sửa chữa lõi đã thất bại. Chú Hai đề nghị mọi người hãy quay về nhà. Anh và chính phủ đã có kế hoạch B, vận mệnh sẽ được kích hoạt. Vận mệnh chính là một thiết bị kích hoạt chấn động lòng đất. Tuy nhiên anh Bảy đã không chấp nhận kế hoạch điên rồ này. Họ sẽ giết cả trái đất. Nếu phóng thứ đó xuống bên dưới, lõi trái đất sẽ mất ổn định. Nhiều núi lửa sẽ phun ra và động đất mọi nơi sẽ hoạt động. Anh Bảy không đồng ý với kế hoạch nguy hiểm đó.
anh quyết định sẽ ở lại đây tiếp tục việc sửa lỗi. Chú hai nổi điên với suy nghĩ của anh bảy, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Từ lớp 1 đến lớp 5 tao còn chưa sợ gì cái đầu bờ nhà mày. Văn Tây thấy vậy anh đấm cho chú hai bất tỉnh. Giờ thì ổn rồi. Ở diễn biến khác, trái đất giờ đây đang lâm vào tình trạng nguy hiểm. Một vết rách điện tử đã được phát hiện, nó làm thủng lớp khí quyển, làm cho ánh sáng mặt trời chiếu vào. Ánh sáng quá nóng làm cho mọi động vật đều chết. Người đàn ông xíu nữa cháy ra vì tiếp xúc ánh sáng. Cây cầu bắt đầu nóng chảy và rơi xuống. Ngay sau đó là nhiều thảm họa thiên nhiên xảy ra, nó phá hủy rất nhiều công trình kiến trúc. Lúc này chuột kết nối với anh bảy, chuột nói rằng phía chính phủ đang bắt đầu thực hiện vận mệnh. Anh bảy bảo chuột hãy tìm cách truy cập ngăn cản nó, còn anh bảy sẽ tiếp tục tìm cách sửa lỗi bằng khả năng siêu máy tính. Rất nhanh chuột đã tìm ra nơi cất giấu vận mệnh. Bằng sự kết hợp ba bộ óc khoa học, anh bảy đã tìm ra cách sửa chữa lõi trái đất. Họ lợi dụng sự giao thoa sóng cho lần lượt 5 quả bom megaton nổ. Ta sẽ kích hoạt các đầu đạn bằng cách làm chập mạch, sau đó thả từng vị trí xác định. Khi từng quả bom kích hoạt, nó sẽ tạo ra một vụ nổ lớn nhất lịch sử. Phía bên này, vận mệnh đang được tích trữ năng lượng. Chuột cố gắng xâm nhập vào máy tính vô hiệu hóa, tuy nhiên bảo mật quá nghiêm ngặt nên anh lần nào cũng thất bại. Con tàu giờ đã đi được 42 tiếng và đặt độ sâu 4.200 km. Kế hoạch của cả nhóm sẽ là đặt đầu đạn cho mỗi khoang tàu, sau đó lần lượt tách khỏi từng khoang. Khi làm như vậy, quả bom sẽ giữ được nguyên trạng thái. Tuy nhiên cái khó ở đây đó là con thuyền không được thiết kế tách thả các khoang nguyên vẹn, mà thay vào đó họ phải kích hoạt bằng tay. Để mở được bộ bom chính, nhóm phải cử một người đi ra hầm có nhiệt độ cao để kích hoạt. Văn Tây nói anh ta sẽ làm điều đó, vì đây chính là con tàu của anh. Văn Tây đã mất 20 năm để lên ý tưởng cũng như hoàn thiện nó. Văn Tây mặc áo bảo hộ, anh bắt đầu đi xuống hầm. Văn Tây thành công kích hoạt được bộ bơm chính, tuy nhiên anh phải bỏ mạng lại đó vì nhiệt độ quá nóng. Sau đó anh bảy và chú hai đã bắt đầu đưa đầu đạn vào từng khoang, và họ sẽ tách các khoang khỏi con tàu ngay lập tức. Bên này chuột đã thành công hủy lệnh khởi động vận mệnh, còn phía anh bảy, anh và chú hai vẫn đang vào việc đặt bom. Bất ngờ tàu va chạm với dòng năng lượng, làm cho quả bom đè lên người anh bảy. Không còn cách nào, chú hai phải bỏ anh bảy ở lại. Tuy nhiên con thuyền lần nữa chấn động, làm quả bom đè lên chân chú hai. Anh ta hét lớn bảo anh bảy hãy rời khỏi khoang. Anh bảy cấp tốc đi kích hoạt quả bom cuối cùng, vì lúc trước họ tính toán sai lượng thuốc nổ, nên giờ anh bảy phải tăng sức mạnh quả bom cuối lên. Anh lấy hết năng lượng của con tàu bồi đắp cho quả bom. Sau đó anh bảy gặp chế ba, anh kể lại mọi chuyện. Giờ đây họ không còn cách nào thoát khỏi nơi đây. Thời gian đã đến từng quả bom được kích hoạt, các sóng năng lượng cứ thế lan ra. Lúc này anh bảy đã tìm ra cách để có năng lượng, anh nhờ vào vật liệu trên tàu, nhớ lại câu nói của Văn Tây, vật liệu này có thể chuyển đổi nhiệt thành năng lượng. Sau đó hai người vào việc thay đổi nơi cung cấp năng lượng cho con tàu. Các vụ nổ ở lõi đã lan ra khắp nơi, chẳng mấy chốc nó đã bao xung quanh lõi, vì thế mà lõi trái đất đã được sửa chữa. Trái đất lúc này cũng quay lại bình thường, những đám mây đen biến mất. Con tàu của anh bảy khi này đã kích hoạt trở lại, họ đang trên đường tiến thẳng lên mặt đất. Chế ba sẽ là người lái, còn anh bảy sẽ vào việc chỉ đường. 4 tiếng đã trôi qua, tàu của anh bảy đã lên được đại dương. Lúc này phía chính phủ ra sức tìm kiếm hai người. Anh bảy bằng việc sử dụng tiếng hát của cá voi, mọi người đã dễ dàng tìm thấy anh. Tập phim đến đây đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu thấy video hay thì ấn like ủng hộ kênh phát triển nhé các bạn. 10 điểm review xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập sau. Bye bye!